2020 Bitches. Alex, Nash, DeBito, Huang in the House, Alter. Jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về phương pháp chứng minh phản chứng. Ngày hôm nay hình như là ngày 31 thì phải. À, và là bài thứ 19 ở phần vận dụng. Ngày hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn một đề thi vào chuyên sư phạm Hà Nội vòng 2 năm 18-19. Một bài tập nhìn thôi, đọc đề thôi, rất đơn giản. Nhưng để làm được bài tập này thì quá khó luôn các bạn ạ. Theo mình nghĩ là như vậy. Một câu cảm tưởng như là một câu lớp 8 vậy, nhưng không hề phải là câu lớp 9. Nhưng mà để giải được bài tập này thì cũng rất là khó. Thế các bạn sẽ thấy được đề cho các số nguyên dương A và B, và đặt A lớn là cảm giác như là một hàng thẳng thức, đúng không? Câu B cũng như vậy, cũng là hàng thẳng thức, và chứng minh rằng A và B không thể đồng thời là số chính phương. Ở bài trên thì cũng chứng minh đâu không thể đồng thời là số chính phương rồi, đúng không? À chưa nhỉ, mình sorry, ở những cái bài phía sau thì phải, cũng chứng minh không đồng thời là số chính phương. Mình nhớ nhầm, những cái bài sắp tới thì mình cũng sẽ có một cái bài không đồng thời là số chính phương. Có lẽ là mình sẽ sắp xếp lại. Mình đang để ở bài thứ 23 thì phải, là bài không thể đồng thời là số chính phương. Nhưng có lẽ là mình sẽ đẩy lên ở bài ngày thứ 20, mình quên mất. Rồi ok, thế thì bài này thì sẽ làm như thế nào? Một bài tập mà không thể đồng thời là số chính phương, thế thì mình giả sử luôn A và B đồng thời là số chính phương, thì có lẽ là giải sẽ ý tưởng thì phản chứng, và làm như thế thì sẽ đơn giản, nhưng mà làm như thế nào thì có vẻ nó sẽ khó hơn, đúng không? Ok, giả sử thì A và B, giả sử điều ngược lại nhé, AB giả sử điều ngược lại thì A và B đồng thời là số chính phương, là số chính phương. Thế thì mình sẽ chọn cái cặp số, mình sẽ chứng minh rằng là mình sẽ chứng minh là vô lý. Thì vô lý ở đây thì nó hơi bị căng ở chỗ này này, là mình sẽ phải gọi tồn tại hai số A và B dương là bé nhất và thỏa mãn được cái điều này. Có nghĩa là mình sẽ chọn cái số A là nguyên dương bé nhất, cặp số AB là nguyên dương bé nhất, thỏa mãn được cái tính chất này. Thế thì mình sẽ cố gắng đi chứng minh rằng là mình sẽ tìm được một cái số nguyên dương bé hơn cái số nguyên dương A này, được không? Mình sẽ tìm được một số nguyên dương bé hơn số nguyên dương A này mà vẫn thỏa mãn được cái tính chất này đấy, đúng không? Thế thì không mất tính tổng quát thì mình sẽ chọn cặp số, chọn số A là số bé nhất đi, chọn số A là số nguyên dương bé nhất, đúng không? Như vậy là mình sẽ có được, và mình đặt cái cộng trên này là x bình sẽ bằng là A cộng B tất cả bình trừ 2A bình, cộng dưới là y bình sẽ bằng là A cộng B tất cả bình trừ 2B bình. Đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái con số 2 ở đây sẽ là cái con quyết định tất cả. Các bạn có thấy thế không? Cái con số 2 này sẽ là con quyết định tất cả. Vì từ đây các bạn sẽ chuyển vế đi, thì mình sẽ được là 2A bình sẽ bằng là A cộng B tất cả bình trừ y bình. Đây là chẵn, đây bắt buộc cũng phải là chẵn, đúng không? Đúng chưa? Thế thì đây lại là bình phương nữa, đây là phải là bình phương nữa. Thế nên là từ đây các bạn sẽ dẫn tới được một điều rất là hay. Từ đây chúng ta dẫn tới được một điều rất là hay là A cộng B và X sẽ phải cùng tính chất này, cùng tính chất này. Tại sao lại phải cùng tính chất này? Bởi vì là A cộng B và X phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì khi trừ cho nhau thì nó mới ra chẵn lẻ được, đúng chưa? Rồi bây giờ đến một đoạn này càng hơn này. Như vậy là A cộng B tất cả bình phương trừ x bình cùng tính chẵn lẻ rồi. Rồi thế thì cậu này sẽ chia cho 4, hợp lý chưa? Đúng chưa? Quá hợp lý. Bởi vì bình phương mà, bình phương các số chính phương mà chia cho 2 thì sẽ chia cho 4 thôi. X chia cho 2 thì x bình sẽ chia cho 4. Đây là điều đương nhiên, đúng không? Cả số lẻ như vậy. Thế thì nếu A cộng B tất cả bình trừ x bình chia cho 4 thì chứng tỏ rằng là 2A bình cũng phải chia cho 4. 2A bình chia cho 4 thì sẽ suy ra được A bình sẽ chia cho 2. A bình chia cho 2 nên A sẽ chia cho 2. Đối với cái cậu B này thì mình sẽ chứng minh tương tự.
tương tự thì các bạn cũng sẽ suy ra được một cái điều tương đối là hay, đó chính là B cũng phải chia cho 2. Đúng chưa? B cũng chia cho 2. Rồi. Nếu cả A cả B cùng chia cho 2 như vậy là mình sẽ có sự kiện là như thế này. Bởi vì A và B thì đều chia cho 2. Đúng không? Thế nên rằng là X và Y sẽ phải cùng chẵn. Nếu mà X và Y mà cùng chẵn thì các bạn sẽ thấy được một điều như thế này. Mình sẽ thay ngược trở lại với cái sự kiện đề bài này. Thay ngược trở lại sự kiện đề bài. Thì mình sẽ có là A phần 2 cộng B trên 2 tất cả bình trừ cho 2 lần A phần 2 tất cả bình bằng X trên 2 tất cả bình. Thỏa mãn không? Thỏa mãn. Đúng không? A phần 2 cộng B trên 2 tất cả bình trừ cho 2 lần B trên 2 bình bằng Y trên 2 bình. Thỏa mãn không? Cũng thỏa mãn. Đúng không? Thế như vậy cùng chẵn này thì thỏa mãn được cái điều này. Để thỏa mãn được cái đề bài này rồi thì sẽ mâu thuẫn với cái cặp số AB mình đã chọn. Bởi vì mình sẽ, bởi vì là nếu các bạn thấy rằng là A là số bé nhất rồi, nhưng mình lại tìm được một cái số A bé hơn, bé hơn cái số A kia. Thế như vậy là chứng tỏ là chúng ta sẽ mâu thuẫn, đúng không? Như vậy là mâu thuẫn. Nếu mà mâu thuẫn như vậy là xong rồi. Như vậy là ta sẽ chọn được cái số A phần 2 và B phần 2 cũng thỏa mãn. Và chắc chắn A phần 2 sẽ bé hơn A. Như vậy là mâu thuẫn, đúng không? Đây là một bài khó. Đây là một bài chứng minh phản chứng mà khó. Bởi vì là mình sẽ phải chọn cái, mình phải giả sử cái điểm số A là số nguyên dương bé nhất này. Sau đó mình chứng minh rằng là mình có một cái số nguyên dương A để thỏa mãn được. Một số nguyên dương khác thỏa mãn ở phía dưới, đúng không? Thế như vậy là khó rồi. Rồi thì bây giờ lời giải chi tiết thôi, đúng không? Quan trọng là lời giải chi tiết thì mình giải thích nó cũng tương tự như vậy thôi, chỉ sai khác một chút thôi, đúng không? Mình gõ rồi, mình đã gõ cho các bạn rồi. Giả sử điều ngược lại là tồn tại các số A và B, sao cho là AB đều là các số chính phương. Trong các cặp số nguyên dương AB thì không mất tính tổng quát thì ta sẽ chọn cặp sao cho A là bé nhất, A là nhỏ nhất. Bởi vì mình không biết rằng là có bao nhiêu số A và số cặp số AB thỏa mãn, chứ mình nghĩ chắc là rất là nhiều. Đấy. Thế thì đặt cái A lớn là X bình thì đặt cái Y, B lớn là Y bình. Thế các bạn sẽ thấy là từ cái X bình này thì mình chuyển vế sang thì mình sẽ chứng tỏ rằng là A cộng B và X là cùng tính chẵn lẻ. Và nếu A và B là cùng tính chẵn lẻ rồi thì khi mình bình phương lên thì chắc chắn nó sẽ phải chia cho 4. Bởi vì bản thân là cái A bình cộng B bình trừ X bình này đã phải chia cho 2 rồi. Đúng không? Đã phải chia cho 2 rồi. Nó phải cùng tính chẵn lẻ. Đúng chưa? Vậy sẽ chia cho 4. Nếu chia hết cho 4, cái chỗ này mình có thể giải thích thêm một chút. Là như thế này. Bởi vì là mình dùng hàm đẳng thức ấy, A cộng B trừ X nhân với cả A cộng B cộng X thì các bạn thấy rằng là do cùng tính chẵn lẻ thế nên là cậu này chia cho 2 và cậu này cũng chia cho 2, dẫn tới việc là cậu này sẽ chia cho 4. Đó, mình có giải thích thêm một chút để cho các bạn thấy. Có thể là nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy. Thì đây, câu trả lời là dùng hàm đẳng thức thôi. Đối với các bạn lớp 7 thì hơi khó, đối với các bạn lớp 8 thì rất là dễ. Thế nên 2A bình chia cho 4, vậy A bình chia cho 2 và mình cũng biết rồi. Nếu A bình chia cho 2 thì chắc chắn là A sẽ phải chia cho 2. Chứng minh tương tự, với B cũng sẽ phải chia cho 2. Nên X và Y sẽ là số chẵn. X, Y là số chẵn rồi. Thì mình sẽ có được là cái biểu thức AB, X, Y thỏa mãn được cái điều kiện đề bài này. Mà nếu thỏa mãn điều kiện đề bài này thì nó đều là số chính phương và do đó cái cặp số AB này thỏa mãn. Mà nếu AB thỏa mãn này thì cái cặp số AB mình đã chọn là đã mâu thuẫn. Mâu thuẫn rồi, bởi vì A phần 2 chắc chắn sẽ bé hơn A. Như vậy là với các số AB nguyên dương thì A và B không thể đồng thời là số chính phương được. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn bài đề thi vào chuyên sư phạm vòng 2, một câu liên quan đến số học, một câu mà các bạn lớp 8 đã có thể làm được rồi. Nhưng cũng tương đối là khó đấy chứ, đúng không? Một cái kỹ thuật rất là hay, một cách chọn không mất tính tổng quát là chọn A. Các bạn nhớ nhé. Rồi, ok, bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nếu thấy hay thì nhớ bấm like cho mình nhé. Bye bye.